Vào sáng ngày 17 tháng 6, một vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tài xế Đoàn Minh Hiếu, trú tại tỉnh Bình Dương, điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ tỉnh Bình Dương đi thị xã Bình Long. Đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Du thuộc khu phố Phú Lộc, phường Phú Đức, xe tải đánh lái rẽ phải vào đường Nguyễn Du, bất ngờ va chạm với xe máy do Tường Khải Linh, trú tại tỉnh Bình Phước điều khiển, chạy song song cùng chiều bên phải. Sau va chạm, Linh và xe máy bị quấn vào gầm xe, bị xe tải cán thẳng qua người, tử vong tại hiện trường. Chiếc xe máy hư hỏng. Và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.